Bản tin tối ngày 26 tháng 8. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị buổi tối an lành và cùng lắng nghe tin tức từ Khỏe Tự Nhiên. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chính được phát sóng trong buổi tối hôm nay. Tin tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt được 1/4 kế hoạch xét nghiệm. Trong 600.000 mẫu, phát hiện 19.400 mẫu dương tính. Bình Dương lên kịch bản khi có 150.000 ca nhiễm, Đồng Nai vượt qua 20.000 F0. Tại Hà Nội, phong tỏa khu dân cư cạnh bến xe Giáp Bát, cụm dịch Thanh Xuân Trung có gần 1.700 F1. Ninh Bình phong tỏa chợ Cồn Thoi sau khi phát hiện một F0 không rõ nguồn lây. Thanh Hóa thêm 3 ca nhiễm, cách ly một xã hơn 8.000 người. Tin thế giới, Mỹ cảnh báo lập tức rời các cổng của sân bay Kabul. Taliban cho vận hành trực thăng Mỹ để lại. Cựu Bộ trưởng Afghanistan giao pizza tại Đức. Congo đóng cửa 6 công ty khai mỏ liên quan đến Trung Quốc. Nhật Bản xây đường hầm dưới biển để xả thải từ nhà máy Fukushima. Và sau đây là thông tin tình hình dịch bệnh trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt được 1/4 kế hoạch xét nghiệm. Trong 600.000 mẫu thì có phát hiện ra 19.400 mẫu dương tính. Theo VnExpress, vào ngày 25 tháng 8, hai ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy được 500.000 mẫu xét nghiệm nhanh ở các vùng cam và vùng đỏ. Theo kế hoạch trước đó, chậm nhất là đến hết ngày 25 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh phải lấy được 2,1 triệu mẫu xét nghiệm tại hai vùng này. Người dân ở vùng xanh và vàng, nguy cơ thấp sẽ lấy mẫu gộp 5 hoặc 10 bằng phương pháp real-time PCR. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi việc lấy mẫu được hoàn thành, Sở Y tế sẽ đánh giá lại bản đồ vùng xanh, vùng vàng, cam, đỏ, sau đó xét nghiệm lại một lần nữa sau khoảng 2 đến 3 ngày. Hôm nay ngày 26 tháng 8, báo Pháp Luật Online đưa tin, trong tổng số 619.553 mẫu xét nghiệm nhanh đã được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đến hôm nay, có 19.484 mẫu dương tính, chiếm 3,1% số mẫu xét nghiệm. Thưa quý vị, trong những ngày qua, người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh có phản ánh những bất cập khi phải thay đổi mẫu giấy đi đường mới. Vào ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố văn bản hướng dẫn về kiểm tra giấy đi đường ở các chốt kiểm soát nội đô thành phố, đồng thời nêu rõ 3 nhóm không cần giấy đi đường gồm có: người đi tiêm vaccine, có tin nhắn hoặc giấy mời kèm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; lực lượng y tế, có thẻ y tế do đơn vị cấp; các phương tiện chở oxy, thuốc men, vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với điều kiện phải có các giấy tờ chứng minh như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, trong khung giờ từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, lực lượng chức năng sẽ tạo điều kiện lưu thông cho các nhóm đối tượng là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan, báo đài, ngành hàng không, sân bay, hoa tiêu hàng hải, vệ sinh môi trường đô thị, lực lượng xử lý sự cố khẩn cấp về điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, các nhóm này phải xuất trình được giấy đi đường và giấy xác nhận phân công công tác vào khung giờ này. Tiếp theo, Bộ Quốc phòng điều thêm 2.000 quân nhân vào Bình Dương. Vào ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng dẫn thông tin từ Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết sẽ điều động 2.000 quân nhân tham gia ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, Bộ Quốc phòng sẽ điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương vùng đỏ đậm đặc của tỉnh và 15 xe cứu thương để tỉnh điều phối. Hiện tỉnh Bình Dương có 11 địa phương vùng đỏ đậm đặc đang được khóa chặt, đông cứng trong 15 ngày. Dự báo trong 2 tuần tới, số F0 sẽ tăng cao do tỉnh đang phải tập trung xét nghiệm tìm F0 lần thứ 3. Cũng trong ngày hôm nay, CDC tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch ứng phó khi số ca nhiễm trên 150.000 ca, con số này tương ứng với 100.000 giường bệnh. Bên cạnh đó, thì ngành y tế đang thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo phương án ngày 1, 3, 5, tức là đối với ngày 1, ngày 3 thì áp dụng xét nghiệm test nhanh kết hợp với real-time PCR, còn ngày 5 thì áp dụng xét nghiệm bằng phương pháp PCR để khẳng định. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 81.182 ca nhiễm, trong đó có 670 ca đã tử vong. Tại Đồng Nai, sáng ngày hôm nay, cơ quan y tế xác nhận thêm 836 ca dương tính, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư lên đến 20.614 ca. Trong đó có 4 khu vực có số F0 tăng cao, đó là thành phố Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom. Tại Hà Nội, phong tỏa khu dân cư cạnh bến xe Giáp Bát,
cụm dịch Thanh Xuân Trung có gần 1.700 F1. Thưa quý vị, đến trưa ngày hôm nay ngày 26 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận 33 ca dương tính, gồm có 19 người thuộc chùm ho sốt, 14 người liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, cụm dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân tiếp tục ghi nhận 11 ca nhiễm. Ngoài ra, xuất hiện thêm cụm dịch mới với 12 ca nhiễm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh ở Giáp Bát, Hoàng Mai. VN Express đưa tin, sau khi phát hiện các ca dương tính, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đã phong tỏa từ ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 đường Giải Phóng, đoạn cổng sau bến xe Giáp Bát, ngõ 24 phố Kim Đồng. Khoảng 210 hộ với 789 người được yêu cầu không ra khỏi khu vực. Liên quan đến cụm dịch Thanh Xuân Trung thuộc quận Thanh Xuân, theo báo Tuổi Trẻ trong sáng nay, đại diện CDC Hà Nội cho biết đã xuất hiện cùng lúc 2-3 nguồn lây, do đó lượng người nhiễm tương đối lớn. Tại khu vực này có 700 hộ dân với gần 1.700 người gần như là F1, bởi vì mỗi F0 có 30-40 người F1. Phường Nhân Chính cũng đã tạm dừng hoạt động chợ Nhân Chính sau khi xác nhận một F0 ở phường Thanh Xuân Trung thường đến đây để mua thực phẩm trong 2 tuần qua. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2.803 ca nhiễm, không tính số ca tại Bệnh viện Trung ương, trong đó có 1.448 ca trong cộng đồng. Cũng tại Hà Nội vào sáng nay, chính quyền phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đã phạt hành chính 2 triệu đồng sau khi phát hiện một người làm nghề bán cá và mua cá tại chợ Yên Sở, sử dụng giấy đi đường không đúng quy định, đặc biệt là trên tờ giấy có ghi ngày sinh là ngày 1 tháng 1 năm 2021, nghĩa là người này mới chỉ 8 tháng tuổi. Người này cho biết giấy đi đường là do chủ hộ bán cá có ký ốt tại chợ Yên Sở cấp, mẫu giấy trắng, về cá nhân tự ghi thông tin. Và ai mua cá của chủ hộ ấy đều sẽ được cấp cho giấy đi đường có đóng dấu của Ban Quản lý chợ cá Yên Sở. Ninh Bình phong tỏa chợ Cồn Thoi sau khi phát hiện một F0 không rõ nguồn lây. Vào sáng nay ngày 26 tháng 8, đại diện huyện Kim Sơn đã cho phong tỏa toàn bộ chợ Cồn Thoi và khu vực trong bán kính 500m thuộc xóm 9, xã Cồn Thoi sau khi ghi nhận một ca trong cộng đồng không rõ nguồn lây, dự kiến xét nghiệm cho khoảng 2.000 người. Nữ bệnh nhân sinh năm 2003 thường không đi đâu, chỉ ở nhà giúp bố mẹ bán hàng ở cuối chợ Cồn Thoi. Bệnh nhân đã tiếp xúc với người trong gia đình, một số người ở chợ Cồn Thoi và cửa hàng bán giày ở khối 9, thị trấn Bình Minh. Hiện đã tìm được 19 trường hợp F1. Liên quan đến ca nhiễm trên, tỉnh này thông báo người dân đã đến các địa điểm sau cần liên lạc với cơ sở y tế các xã, thị trấn để được tư vấn, gồm có chợ Cồn Thoi, xã Cồn Thoi, sạp bán mắm của hộ kinh doanh trong chợ Cồn Thoi từ ngày 15 đến 22 tháng 8. Quầy thuốc 24 giờ, xóm 9, xã Cồn Thoi, cửa hàng giày dép Nguyệt Ánh, khối 9, thị trấn Bình Minh từ ngày 24 đến 25 tháng 8. Tại Thanh Hóa, thêm 3 ca nhiễm, cách ly một xã hơn 8.000 người. Cũng trong sáng nay ngày 26 tháng 8, CDC Thanh Hóa xác nhận thêm 3 ca nhiễm, trong đó có 2 ca là F1 của ca bệnh trước đó ở thị trấn Nông Cống. Ca còn lại là một bé 7 tuổi, ngụ tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. Cháu bé ở với ông bà tại thị trấn Nông Cống, gần khu vực nhà F0 và được bố mẹ đón về vào sáng ngày hôm qua ngày 25 tháng 8. Trong số 2 F1 thì có một người là nữ giáo viên dạy học cấp 1 tại trường tiểu học Phú Nhuận, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh. Cơ quan y tế đã tìm được 30 F1, 200 F2 và 53 F3. Vào 9 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương đã cho cách ly xã hội toàn xã Phú Nhuận theo chỉ thị 16, giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn xã Yên Thọ với hơn 8.000 nhân khẩu. Liên quan đến bệnh nhi 7 tuổi dương tính, thành phố Sầm Sơn ra thông báo mới, kể từ 12 giờ ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8, người dân và du khách sẽ không được tắm biển tại Sầm Sơn, tạm dừng các dịch vụ, hoạt động không thiết yếu như thể dục thể thao ngoài trời, các trung tâm thể dục thẩm mỹ, phòng tập gym. Trong khi đó, thì tại địa bàn huyện Hà Trung, từ 0 giờ ngày 27 tháng 8, sẽ tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh ăn uống, kể cả bán mang về, trên quốc lộ 1A, chạy qua các xã Hà Bình, Yên Sơn, Yên Dương và thị trấn Hà Trung để phòng dịch COVID-19. Hơn 800.000 liều vaccine Pfizer do Hoa Kỳ viện trợ đã về đến Việt Nam. Thưa quý vị, tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8, đã có 802.620 liều vaccine Pfizer trong hơn 1 triệu liều mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris thông báo viện trợ trong vòng 24 giờ đã về tới Việt Nam. Trong đó, có hơn 533.000 liều đã về tới Sài Gòn trong tối ngày hôm qua, ngày 25 tháng 8 và gần 270.000 liều đã về tới Hà Nội trong sáng nay. Dự kiến số vaccine còn lại sẽ đến sân bay Nội Bài vào sáng mai, ngày 27 tháng 8.
Như vậy, Mỹ đã tặng Việt Nam hơn 6 triệu liều vaccine COVID-19, gồm có 5 triệu liều Moderna và hơn 1 triệu liều Pfizer. Trước đó, vào chiều ngày 25 tháng 8, bà Kamala Harris đã dự lễ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC tại Hà Nội. Đây là một trong 4 văn phòng cấp khu vực của CDC Hoa Kỳ trên toàn thế giới với mục đích tăng năng lực y tế cho Đông Nam Á, ứng phó và phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn trong tương lai. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ cảnh báo lập tức rời các cổng của sân bay Kabul. Khoảng 6 giờ sáng nay ngày 26 tháng 8, theo giờ Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã ra cảnh báo. Do các mối đe dọa an ninh bên ngoài cổng sân bay Kabul, chúng tôi khuyên công dân Hoa Kỳ tránh tới sân bay và tránh các cổng sân bay. Những người ở cổng tu viện, cổng Đông hoặc cổng Bắc nên rời đi ngay lập tức. Thông báo cũng khuyến cáo luôn chú ý môi trường xung quanh bạn, đặc biệt là tại các đám đông lớn, và theo dõi phương tiện truyền thông địa phương để theo sát các sự kiện và điều chỉnh kế hoạch của bạn dựa trên thông tin mới. Hiện chưa có thêm thông tin cụ thể về các mối đe dọa này. Tuy nhiên, trước đó thì Tổng thống Joe Biden cũng đã cảnh báo về việc IS có thể tấn công khủng bố vào sân bay này. Taliban đã vận hành trực thăng mà Mỹ để lại. Vào ngày 25 tháng 8, một video đăng tải trên Twitter cho thấy một chiếc UH-60 Black Hawk di chuyển trên đường lăn ở sân bay Kandahar. Phần caption của video giải thích, chuẩn bị cho chuyến bay ở sân bay Kandahar, trực thăng Black Hawk đã sẵn sàng hoạt động. Theo một nguồn tin, số vũ khí của Mỹ mà Taliban thu giữ được có giá trị lên tới hàng tỷ đô la với hơn 2.000 xe bọc thép và 40 máy bay bao gồm UH-60 Black Hawk, trực thăng tấn công chính xác và máy bay không người lái quân sự Scan Eagle. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Taliban sẽ sớm phải đối mặt là bảo trì và sửa chữa số vũ khí này. Phụ tùng thay thế sẽ sớm cạn kiệt khi không có nguồn cung. Cựu Bộ trưởng Afghanistan giao pizza tại Đức. Một bức hình đăng tải bởi hãng tin Al Jazeera vào ngày 25 tháng 8 cho thấy cựu Bộ trưởng Công nghệ và Thông tin của Afghanistan đang thực hiện công việc giao bánh pizza ở Leipzig. Ông Ahmad Shahzadas mặc trang phục màu vàng đặc trưng của người giao hàng, đi xe đạp và đeo theo túi hàng. Ông đã đến Đức tháng 12 năm ngoái sau khi từ chức vì có bất đồng với Tổng thống Ghani. Theo Sky News, sau đó ông đã bắt đầu làm công việc giao đồ ăn cho công ty Lisrando của Đức. Ông Sadas đã có 2 bằng thạc sĩ về truyền thông và kỹ thuật điện tử của Đại học Oxford. Ông từng làm việc 23 năm trong lĩnh vực truyền thông với hơn 20 công ty tại 13 quốc gia. Ông cũng từng làm cố vấn kỹ thuật cho Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Afghanistan từ năm 2005 đến năm 2013. Ông từng là giám đốc điều hành của công ty Ariana Telecom ở London từ năm 2016 đến năm 2017. Tiếp theo, Congo đóng cửa 6 công ty khai mỏ liên quan đến Trung Quốc. Theo nguồn tin địa phương, chính quyền khu Wenga ở Congo đã đóng cửa 6 công ty khai mỏ ở Nam Kivu để giảm căng thẳng giữa người dân địa phương và những người khai thác khoáng sản Trung Quốc. 6 công ty này đều thuộc sở hữu của Trung Quốc hoặc có quan hệ hợp tác với nước này. Nhà chức trách đã yêu cầu nhân viên trong và ngoài nước của các công ty này phải rời khỏi mỏ khai thác ngay lập tức cho đến khi một ủy ban đặc biệt kết thúc cuộc điều tra và cùng lúc niêm phong thiết bị khai thác của họ. Các công ty khai thác mỏ Trung Quốc bị cáo buộc khai thác trái phép tại địa phương và gây tổn hại đến môi trường. Ông Kristen Wanduma, luật sư tư vấn cho một trong những cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho biết, người Trung Quốc đang được khai thác khoáng sản mà không tôn trọng quy tắc và quy định khai thác. Hồi đầu năm nay, Congo đã gia nhập sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Và tin cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, Nhật Bản xây đường hầm dưới biển để xả thải từ nhà máy Fukushima. Vào ngày 25 tháng 8, nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật đã công bố kế hoạch xây dựng một đường hầm dài 1 km dưới biển để thải hơn 1 triệu tấn nước đã qua xử lý vào đại dương. Công ty điện lực Tokyo TEPCO cho biết sẽ bắt đầu xây dựng đường hầm vào tháng 3 năm 2022 sau khi thực hiện các nghiên cứu khả thi và được cơ quan chức năng phê duyệt. Đường hầm này sẽ có đường kính khoảng 2,5 m và chạy từ các bể chứa tại nhà máy với sức chứa khoảng 1,27 triệu tấn nước đã qua xử lý, kéo dài về phía Đông Thái Bình Dương. Giới chức Nhật Bản nói rằng việc xả nước là an toàn vì nước sẽ được xử lý để loại bỏ hầu hết các nguyên tố phóng xạ cũng như được pha loãng. Ông Akira Ono, một quan chức của TEPCO khẳng định việc xả thải qua đường hầm sẽ giúp ngăn nước chảy ngược trở lại bờ biển. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng đã xác nhận về tính an toàn của việc xả nước và tán thành quyết định của Tokyo.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối hôm nay trên kênh Radio Sống Đẹp.